Ngày 19 tháng 9 nhận được thông tin cứu nạn của tàu vận tải Globe 6, Sở chỉ huy quân chủng Hải quân đã chỉ đạo lữ đoàn tàu ngầm 189 điều động tàu 991 xuất phát đi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Đến 9 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9, tàu 991 đã lai dắt tàu Globe 6 về khu neo đậu tại vịnh Cam Ranh an toàn. Trong hành trình vận chuyển hơn 4.000 tấn sắt tôn từ Quảng Ngãi đi thành phố Hồ Chí Minh, tàu Club 6 có 17 thủy thủ, gồm 13 người Việt Nam và 3 người Ấn Độ bị hỏng máy, trôi giạt trên vùng biển thuộc tỉnh Ninh Thuận. Thủy thủ tàu 991 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ tàu Club 6 và hỗ trợ khắc phục sự cố.